Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Đã tiếp tục quay cho bác em rồi Joji 1.8. Em này thì cho dành nhà đông người. Đấy, bản VIP nhất bản Joji đấy. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại này. 0975 360 433. Dưới là 0377 996066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo cả. Đấy. Rồi Joji 1.8 nhá. Em quay vào má rồi đây. LWK1KA18. Đấy. Rồi cực đẹp luôn. Con này là 1.8 nên nó có chữ A 1.8 này là 1.8 này. Đây. Đắt 2019. Đấy. Ui nó nặng kinh người luôn. Em cắm điện luôn nhá. Đây. Vì dòng màn hình LED cho nên là nó không có pin. Đây. Đây. Màn hình mới. Đấy, đẹp lắm. Đấy, bật lên đây. Bắt đầu nhỉ? Đâu bắt đầu? Ở đâu rồi? Đây nấu đây à? Đây đây nút bật này, đây là nút tắt này. Đây là nút tắt nhá. Đây là nút bật này. Đấy. Con này thì có cả lỗ cơm cháy này. Đấy, áp suất cũng trên không. Đấy. Ruồng này. Đây. Lồi rất đẹp luôn. Đây là bẩn đi nhá. Đấy vì là lồi nguyên bản, chưa có làm gì cả. Mộc mạc luôn. Đấy nguyên bụi nhật. Đấy mới thử nước xong cho các bác. Chưa lau chùi gì. Giòn xanh đét luôn. Con này thì là áp suất bi. Bi tùng luôn. Đấy. Lồi đây em quay luôn. Con này thì nó có cái gió này. Cái gió này là gió gì? Là gió ở trên úp mặt vùng ấy. Rút vào lồi cơm chín nước hơi thôi. Xoang đây. Xoang không tìm một vết luôn. Đây viền mò lốc đây. Đúng rồi zin chưa? Đấy chuẩn chỉ nhá. Rồi zin nhá. Con này là lồi gang hay sao đấy? Lồi gang các bác nhá. Lồi gang luôn đấy, không phải lồi thường đâu. Bật phát nóng luôn. Bật phát nóng gian luôn. Rồi 1.8 nhà đông người. Nấu khoảng tầm cân 2 đến cân 4 gạo. Đấy. Nấu thoải mái luôn. Chất nồi thì đẹp, tương đối là đẹp. Đấy, đã qua sử dụng rồi nhưng chất nồi còn đẹp. Đấy. Con này em bán cho các bác giá là 6.500.000 đồng nhá. Đấy, 6.500.000 đồng là đã bao gồm bác gì? Đã bao gồm những bác là bảo hành cho các bác và cam kết gì cho bác và bao không xì hơi. Đấy, lồi cũ thì nó có xước sát nhẹ, có xấu một chút. Đấy bác là còn lồi mới thì đắt. Lồi mới là hơn 20 triệu cơ. Đấy còn cũ này thì em bán qua 6.500.000 đồng thôi. Cho nên là không thể đòi hỏi nó đẹp như mới được. Nói chung là nó 1.9 1.10 thôi. Đấy. Giá này chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm đổi nguồn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại này. Đấy. Lồi bao bác là bao không xì hơi nhá, xoang đẹp nhá. Đấy, xoang xanh nhất luôn đấy. Đấy. Không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy, em lau chùi sau. Đấy. Rồi em cũng bận không có thời gian nên là bác nào lấy thì em mới lau. Đấy, không để không có lại bụi. Đấy. Có 6.500.000 đồng em nói các bác. Các bác ra Việt Nam lồi Việt Nam bác mua cái lồi đéo rồi bây giờ cũng 4-5 triệu ra cái gì đâu. Đấy. Mô này ăn cơm thì nó ngon hơn. Đấy. Lồi gang nhá. Joji mà xoang gang nó ăn cơm là vô địch thủ luôn ấy. Đấy. Lồi 1.8 nhà đông người. Đấy, bác nào lấy thì alo em. Em chào bác nhá.